Bạn đã có nhu cầu mua Lenovo Mobile uy tín, giá rẻ nhất Việt Nam, hãy đến với shopmobileviet.vn. Ở Lenovo Việt bán Lenovo Mobile, mọi link trên shop 100% có thể đổi mật khẩu được. Báo mới, báo loa cải đây. Quỷ vương Volcat chính thức hồi sinh trở lại và ăn hại không lợi hại hơn xưa. Và quỷ vương hứa sẽ cho chị nữ vương theo đát một trận ra trò, bởi vì quỷ vương bây giờ đẹp trai, à không, quỷ vương bây giờ ngầu bá cháy hơn rất nhiều. Sức mạnh thì tăng gấp đôi, gấp ba so với cái lần bị nữ vương theo lát cho phát lên bảng đánh số. Bởi vì quỷ vương bây giờ có khả năng hack chiêu 2. Bởi vì quỷ vương bây giờ có cái năng combo siêu tốn, chiêu 2, chiêu 1 vừa choáng vừa gây rất nhiều sát thương. Và đặc biệt, quỷ vương bây giờ có thể bất tử 5 giây anh em ơi. Nghe mà là kinh khủng quá. Nghe bất tử 5 giây là cái con số bất tử mà chưa vị tướng nào có được. Thế thì ai chơi với đại ca quỷ vương, đại ca chúa tể hắc ám đây? Trong cái trạng thái chúa tể hắc ám bất tử 5 giây anh em ơi. Quá kinh khủng. Nghe thì rất là kinh nhưng mà thực sự là không kinh như vậy. Anh em cùng Mô Việt phân tích cái bộ kỹ năng của Volcat nha. Đó, bị đẩy ra làm sao làm choáng được ạ. Vậy làm choáng bằng cái chiêu 1. Khống chế không quá nhiều mà khống chế hơi dườm giả. Các bạn phải dùng được combo. Và cái combo thì nhất thiết phải dùng chiêu 2 chuẩn xác. Nhưng mà cần cái đầu lạnh như Mô Việt ấy. Nhưng mà Mô Việt hiện tại đầu đang nóng anh em ơi. Bóng hụt luôn ạ. Một bé. Wow. Quá mạnh anh em ơi. Nhưng mà quân địch thì quá đông, quá khỏe. Mình lên bảng số đây. Ơi, tôi. May quá. Đúng là đánh ngu nhưng mà gặp may thì vẫn sống nha răng. Cuộc đời vẫn đẹp sao và tình yêu sao lại hên thế. Quả đấy thì phải cảm ơn bạn Zip bên kia rất rất nhiều. Nếu mà không có bạn húp luốt Volcat tìm bạn vô thì mình đã lên bảng số rồi. Ok, Mô Việt sẽ phân tích cái bộ kỹ năng hơi dài dòng của Volcat sau đây. Đầu tiên là cái nội tại, các bạn sẽ tấn công mục tiêu cộng dồn tầng ma quân. Đủ 4 điểm sẽ gây thêm sát thương và tạo cái nạn giáp ảo rất nhiều. Kỹ năng 1 thì các bạn gây sát thương xung quanh. Và nếu tướng địch đang chịu cái dấu ấn ma quân của chiêu 2 thì gây thêm 50% sát thương và làm choáng 1 giây. Chiêu 2 các bạn bắn ra cái bàn tay linh hồn với cái địch gây sát thương và tích cái dấu ấn ma quân cho mục tiêu. Cái dấu ấn này có thể là giúp tướng địch bị Volcat truy sát. Vô bụi cỏ thì vẫn có thể thấy được bởi Volcat. Và khi bạn tái kích hoạt cái chiêu 2 thì gây thêm 16% máu tối đa của mục tiêu nhé. Chờ luôn, khô máu luôn, quẩy luôn ơi. Zip hơi khó chịu anh em ơi. Bảo kê đồng đội khá là tốt. Nhưng mà cái anh chàng Volcat team bạn thì không được may mắn như vậy. Chỉ bị tấn công này anh em ơi. Wow. Sao mọi người lên bảng điểm số nhanh rồi, thế thôi cứ để mình no. Ở khi các bạn hạ gục mục tiêu bằng chiêu 2 thì lập tức hồi chiêu 2. Chính vậy các bạn có thể hack bằng cái mẹo này. Ở level 1, các bạn dùng chiêu 2 lên lính này. Các bạn dùng chiêu 2 lên lính này, xong các bạn kích hoạt chiêu 2 để tiêu diệt lính này. Và cái lần kích hoạt chiêu 2 thứ 2 thì nó sẽ gây sát thương diện rộng mà. Thành ra là các bạn có thể là tiêu diệt đám lính đó rất nhanh bằng cái việc hack chiêu 2. Và sau đó nếu mà tướng địch đứng gần đó ấy, thì thực sự là tướng địch sẽ bị lên bảng điểm số rất nhanh và vô cùng bất ngờ. Đừng, mình không chơi cái trò xe ôm ấy đâu. Hiện tại là không có nhu cầu sử dụng xe ôm. Mình chơi luôn nha anh em ơi. Đó, bởi vì mình dùng ma chú mà. Volcat sử dụng ma chú mình thấy cũng khá là hiệu quả. Bởi vì gây sát thương 3 lần sẽ kích hoạt cái nội tại của ma chú. Thì Volcat thì đầu tiên dùng chiêu 2 là một lần rồi này. Và kích hoạt chiêu 2 là lần thứ 2 này. Dùng chiêu 1 làm choáng là lần thứ 3. Đó, combo rất nhiều sát thương cho Volcat.
Ở nội tại thì 4 lần sát thương gây sát thương cộng thêm sát thương, còn ma chú là 3 lần. Như vậy các bạn sẽ có rất nhiều sát thương cộng thêm vào cái combo. Thường là combo bình thường xạ thủ ấy, các bạn chỉ dùng chiêu 2, kích hoạt chiêu 2, chiêu 1 lên bản điểm số, hoặc chiêu 2, chiêu 1, kích hoạt chiêu 2 lên bản điểm số thôi. Tất nhiên phải kèm theo đòn đánh thường và bơm cát chúng ta chơi là đồ full công của Lý nha. Chiêu cuối của Volcat, đằng chiêu cuối Volcat sẽ cưới ngựa xích thố. Ngoài phòng lẫm liệt, người ta có câu nhân trung Volcat, mã trung xích thố. Người thì có Volcat à không? À không phải là nhân trung mà là mã trung Volcat. Mã trung xích thố anh em ơi. Cái này mới chuẩn nè. Rồi thôi. Anh ơi, em sai rồi, ôi, bật click nắc bật tốc hành nhá. Bật chữ cuối, kích hoạt chữ cuối, ba phải làm giày bất tử. Ở cái các bạn kích hoạt chữ cuối lần thứ nhất là các bạn cưỡi ngựa này. Hết cái hiệu lực cưỡi ngựa thì các bạn sẽ vào cái trạng thái chú thể ám vừa rồi ấy. Các bạn được bất tử 3,5 giây. Nhưng mà nếu mà các bạn đang cưỡi ngựa mà các bạn tấn công mục tiêu được 3 lần thì các bạn sẽ tích lũy được 3 lần hồn chú mỗi lần 0,5 giây bất tử, như vậy các bạn sẽ có là 3,5, 1,5 là 5 giây rồi. Đó là cái lý do cho nó bất tử đến 3 giây. Và khi ở cái trạng thái chúa tể hắc ám thì các bạn cũng có rất nhiều tốc đánh này, công lý tốc chạy này, với lại tầng mỗi tầng hồn chú thì các bạn có nhiều cái thời gian của cái nội tại chúa tể hắc ám này hơn. Wow, cái bộ kỹ năng nó hơi là mình mới chơi thì thành ra là cũng chưa nhớ rõ, anh em thông cảm nhá, hơi bị chưa thuộc bài. Chưa thuộc bài buồn ghê. Ba điểm lưu ý thì mình phân tích anh em ngay từ đầu game là bắt hack chiêu 2 này, các bạn biết combo làm choáng này, và các bạn biết làm sao để bất tử được 5 giây. Một combo nhẹ nhàng, chiêu 2, chiêu 1, kích hoạt chiêu cuối lên quay. À các bạn ơi, hay quá này, cân 3 luôn. Mình thấy một điều vô cùng bất ngờ chính là chiêu cuối của hồn cát. Khi bạn cưỡi ngựa, các bạn có thể chạy tung tăng khi dính chiêu cuối vực ngục tù vĩnh hằng của Alistair. Ở ngày trước thì chiêu cuối của Enter những vị tướng bên khống chế có thể chạy tung tăng được, nhưng mà bây giờ là không thể được. Thế mà Volcat vẫn chạy được, chứng tỏ là khi Volcat có cái chiêu cuối đây, nó có cái khả năng kháng hiệu ứng vô cùng khủng khiếp. À, quên một điểm nữa là khi các bạn kết thúc cái quá trình sử dụng chiêu cuối và biến thành chúa tể hắc ám xong thì các bạn được hồi 25% máu tối đa nhé. Con này hồi máu cũng khá là ghê ấy. Đồ đi vôn cát lên toàn đồ công một lý thôi. Mình nên một đối thủ, hai đối thủ đó chính là cái găng tay hắc kia định nộ, giáp hộ mệnh em ơi. Ở con này chắc là mới test thành ra là chưa chơi, chưa thuần tay nên chưa thể hiện được sức mạnh nhiều. Ở lý thuyết thì thuộc, tạm thuộc rồi, nhưng mà thực hành thì chưa ok. Ở thử pha cân tim như nào, tin bạn đâu này, cân tim nó máu anh em ơi, xem nó có thể cân tim được hay không, hay là đánh theo kiểu là đợi combo đánh rồi vui về đợi combo đánh. Ôi, tại sao đông vậy? Thôi phải dùng chiêu cuối để giết được Alendo đấy. Thôi sao mình bị choáng rồi. Buồn quá anh em ơi. Một điểm hết sức lưu ý là các bạn có cái chiêu cuối là các bạn phải biết làm sao để kích hoạt cái bất tử của mình. Nhiều khi anh em có một cái điểm mà mình thấy là khi các bạn dùng chiêu cuối, các bạn đang cưỡi ngựa ấy, các bạn bị tiêu diệt, như vậy các bạn không vào cái trạng thái chúa tể hắc ám thì các bạn sẽ không được bất tử. Nên là phải căn làm sao máu của mình để sử dụng chiêu cuối lần thứ hai thật chuẩn. Dùng sai hoặc là dùng
sớm quá hoặc là dùng muộn quá thì đều là không phát huy tối đa được cái chất tướng. Dùng đúng thời điểm mới mạnh được anh em ơi. Mà nếu giao tranh tổng mà giao tranh mà nhiều người nam đánh nam ý, tất cả nam vào nhau ý, thì con vua cát này nó cực kỳ kinh khủng hơn, kinh khủng với cái nội tại của chúa tể hắc ám bất tử 5 giây. Cố gắng là vào dạng hình ngựa để đánh thường 3 phát rồi kích hoạt chiêu cuối lần thứ hai thật chuẩn xác anh em ơi. Bắt đầu bên kia là chơi chiến thuật ôm trụ đấy, không không vui thế nào đâu. Bản tết là anh em cứ phải lao lên đánh nhau thì mới vui. Từ từ nha. Bên kia là quá đông ý, thì mình phải tập trung lại thì mới đánh được. Wow. Bạn này cứ thích cho mọi người đi xe taxi, xe ôm nhỉ? Rồi rồi, tìm bạn tập trung lại anh em ơi. Lên luôn, bắt được Aether rồi. Chiều cuối phát nữa này. Còn mỗi zip này anh em ơi. Combo quá đẹp. Combo quá đẹp, 4 giết 5 mà chết chỉ mỗi zip. Quá kinh khủng anh em ơi. Nhảy ra làm cái gì? Wow, quả đấy bọn mình nhảy ra mới chuẩn. Bọn mình mà đi cùng bạn, đi xe ôm cùng bạn. Thực ra pha đấy mình mà Lacrosse bị khống chế là cũng hơi bị sấp mặt ý. Để cho tất cả mọi team bạn dồn sát thương lên Zip. Sau đó thì mình đang Lacrosse với Lacrosse nào ra và tiêu diệt thôi. Ok, nhưng mà video clip mô việc review lại vị tướng World Cup thì đấy hết rồi. Các bạn nhé, bạn clip thêm nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.